Master Fingermat, chương trình thực hiện các phép tính cộng trừ nhân chia đối với phương pháp Fingermat đối với việc thực hiện trên bàn tay xinh như thế này. Hiền thấy rằng đây là một chương trình siêu bàn tay. Và với ngày hôm nay chúng mình sẽ học nội dung gì? Các bạn sẽ cùng với Hiền, chúng ta sẽ tiếp tục đi vào một chủ đề tiếp theo. Đó là chúng ta sẽ đi vào nội dung liên quan đến anh bạn lớn trừ 70 và trừ 60. Việc các bạn luyện tập cùng với Hiền lần lượt như thế này hàng ngày thì các bạn sẽ có được cái lộ trình, các bạn sẽ tự tin hơn với việc thực hiện các phép tính nâng cao trong chương trình Fingermat. Và bây giờ chúng mình sẽ sang nội dung đầu tiên, đó chính là chúng ta trừ cho 70. Hãy nhớ nhé, trừ 70 sẽ bằng gì? Trừ 100 cộng cho 3 10, đúng rồi. Hãy nhớ công thức của mình để chúng ta áp dụng một cách linh hoạt. Bây giờ có ví dụ đầu tiên là 100 trừ 7. 100 đâu là 100 đâu? 100 trong đầu, đúng không? 1 trong đầu, 00 biểu diễn trên tay. Các bạn đã ra được số 100 chưa? Trừ 70 là trừ 100 cộng 30. Kết quả của chúng mình bằng 30. Rất chính xác. Tương tự nào, 110. 100 ở trong đầu, 10, 0. Tức là 10, để chậm 100 10. Các bạn đã làm được chưa? Đúng ạ, Hiền hy vọng các bạn đang làm rất tốt. Rồi, 110 nào. 110 trừ 70 là trừ 100 là hết rồi, trong đầu không còn nhớ cái gì nữa. Cộng bao nhiêu? Cộng 30, đúng rồi. Kết quả của chúng mình bằng 40. Mình làm lại lần nữa nhá. 110 110 trừ 70 là trừ 100, hết, trong đầu không còn nhớ gì nữa, đúng không? Cộng 30 bằng 40. Kết quả ra bằng 40. Tương tự, bây giờ mình có 200, mình trừ cho 7 nào. 200 trong đầu nhá, nhớ hoàn toàn 200 trong đầu nào. 2 trong đầu, 00 ở trên tay là 200. Trừ 70 là trừ 100, trong đầu còn 100. Cộng bao nhiêu? Cộng 30. 100 trong đầu, 30 trên tay, chúng mình có 1, 3, 0. Rồi, mình làm lại một lần nữa các bạn nhé. Nào, 200 nào, 200 nhớ ở trong đầu, đúng không ạ? 200 trừ 70 là trừ 100 cộng 30. Kết quả của chúng mình ra 1, 3, 0. Tiếp tục mình làm ví dụ 150 trừ cho 70 nhé. 150 nào, 150, 1, 5, 0. Các bạn đã làm được số, biểu diễn được số 150 chưa? 1 trong đầu nhé, 1 này, 5 này, 0 này. Trừ 70 là trừ 100, đúng không ạ? Trong đầu hết rồi. Cộng với 30, kết quả của chúng mình ra bằng 80. Đúng rồi, 80 là kết quả chính xác. Tiếp tục, mình có ví dụ 260 trừ cho 70. 260 trừ cho 70, Hiền dành cho các bạn 10 giây để thực hiện ví dụ này và để lại kết quả ở phần bình luận để Hiền biết các bạn đã làm chính xác. 10 giây, bắt đầu! Hết giờ, đúng không ạ? Những bạn nào mà đã làm trong vòng 10 giây, Hiền chúc mừng các bạn rất xuất sắc. Những bạn nào chưa ra thì chúng ta luyện tập thêm các bạn nhé. Và dừng video này lại để chúng ta luyện tập với chủ đề trừ 70. Tiếp tục nào, bây giờ mình sẽ sang liên quan đến trừ 60. 100 mà trừ cho 60. Rồi, các bạn sẽ làm cùng với Hiền nhé. 100 trừ cho 60 nào. 100 đâu là 100 đâu? 100, đúng không ạ? 100 này, chúng ta sẽ có 100 trong đầu nhé. 100 mà trừ cho 60, 100 này, 100 trừ 60 là trừ 100 cộng 40. Kết quả bằng 40. Đúng rồi, 40 là kết quả chính xác. Tiếp tục mình có ví dụ 150 trừ 60. 1 trong đầu, 100 trong đầu, 50 biểu diễn trên tay. 1 5 0 trừ 60, trừ 60 sẽ là trừ 100 cộng bao nhiêu? Trừ 100 cộng 40. Kết quả lúc này của chúng ta ra bằng 90, đúng rồi, kết quả bằng 90. Tương tự chúng mình có 200 trừ 60. 200 hoàn toàn ghi nhớ trong đầu, 200 trừ cho 60, trừ 60 là trừ 100 cộng 40. Trong đầu lúc này chỉ còn 1 đúng không? Các bạn có nhớ như vậy giống Hiên không? Kết quả chúng mình ra bằng 140. 140. Tiếp tục ví dụ 250 Hiên dành tặng cho các bạn để các bạn thực hành, để các bạn điền kết quả chính xác ở dưới phần bình luận các bạn nhé. Và hãy dừng lại video này để hãy làm phép tính 250 trừ 60 và điền kết quả ở phần bình luận để Hiên biết các bạn đã làm rất tốt và Hiên biết được các bạn đang rất xuất sắc. Và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo. Cảm ơn bạn đã luôn ở đây. Hiên luôn mong muốn được kết nối và chia sẻ tới bạn nhiều giá trị ý nghĩa hơn nữa về giáo dục. Hãy đăng ký kênh YouTube Vương Thị Hiên và bật thông báo để nhận được những thông tin mới nhất.